Cái tàu cũng từ mà tàu này tàu thấy lên tuổi rồi mà. Thứ hai rồi thứ ba thứ tư mà tàu này thấy lên tuổi rồi. Chứ không có đứa mà con trai Sài Gòn hết, con trai nó cũng cùng con trai thì gái. Thì nó mới lại ba xin về đây này. Nó về cái ba đeo đựng. Bình thường sáng nó ngủ dậy cho bà đi đái. Tí. Bà ra cho bà tía rồi bà nền cái này. Bà đứng chết mà. Muốn giấy luôn. Ừ. Đứng chết sắm nó luôn. Như chị con về không về nó không nói chị. Ừ. Chị nói gì vậy? Nó dính cục thang này. Ừ. Nói ra cho nó nói. Sáng nó gọi em vô uống chén rửa xem. Thì cất thì đã làm hết luôn, không có cái gì luôn. Chị về chị làm cái gì? Rửa rấy tém rửa nào bà? Thì tém rửa con như cảnh trong ta nó đeo và cái linh đâu được đâu. Ừ. Phải hai ba đứa. Ừ. Còn nó yểm được. Nó làm nó không đeo. Nó yểm được. Còn mình phải chiên cho còn yểm là ra yểm là nó gấp nó tiếc nó làm vậy chết con cũng chết luôn. À, chị cái này yểm nó không chết. Ví dụ như về chị phụ với nó xông nước rồi vậy. Ừ. Cây gì đồ vậy? Bữa nay nó cho nó té hiểm ra nó té ra sao hiện ta về nó cho hiện chị về tí để yên té mà nuốt để lúc cho con cao nữa con thuốc mà được ngừng nghỉ á chứ con người nó muốn ngừng nghỉ làm sao nó có không phải dễ ăn mà có bị luôn đâu. Bà hôm bác thấy mày thấy mới về không biết làm chú biết chị ba la bà nói ơi tận tình đi kiếm con vợ mà kiếm con vợ không biết làm được em bây giờ con nói nó vậy hồi nhỏ nó đi học chữ nói thật chữ nó đi học nghề nói đẹp nghề nó về nghề lai nó làm nó đẹp ơi bây giờ má nó còn hai mẹ con còn làm một đám ruộng cái chỗ nó đang làm nó không vừa ý nó đâu á nó lại nó bỏ cái chỗ nó làm nó lại cái gì cái chỗ nó đang làm nó làm vừa ý nó làm con làm dài cho con làm dài không được mai mốt mà má chết đi má dành nó làm hết mai mốt quá chết đi rậu là nó không biết làm cái em là nó cho trộn học và sinh hoạt nó còn sống nó dành giàu nó làm hết bây giờ má chết đi rậu nó không biết làm kêu nậu và nó đói là nó nói má không nói nó đâu chị nói vậy chị cô không ghét hen chị ta nói giỏi chứ ta nói chuyện phải không chứ còn ví dụ bà con nói gì chị cũng la thế nào
có dụ không? Không, con không có dụ đâu. Thì được bắt cái cây nè, ví dụ nó tới nhà mày nó thấy cái cũ rồi là cái gì nó chiên về nó nấu bưng đưa ẩm ăn, ổng chửi đó, ổng kêu nó bao vác cho chị về, nó mới nói, nó kêu bây giờ chị nói em giờ, bây giờ cha chị hay là em chị hay là chéo chị quánh chứ hả, bây giờ cha chị là em nói chị nghe cái chị không biết nói sao, cha bây giờ cha hay má hay ai cũng vậy. Thì nó cũng tức giận, nó là không bỏ gì đâu xuống mà hết la rồi về cho để khéo là cha chồng tiếng đằng dâu 10 tiếng là nó cười em chứ không cười cha đâu. Tao cũng không giải hết chứ đâu nghe không như mình nghe con gái nghe lời nghĩa mình nói em dâu ra sao mày mốt về với ai sao mà hầu má nó còn mạnh giỏi à, tại giờ con nói má dạy bây giờ má còn thấm rồi con gái không bằng đâu ở là nói chuyện đạo đó bây giờ má còn sống á, ví dụ con em dâu nó ghét con rồi là về nó bắt chó chữ nghèo và là nó bắt đồng nói tay con cũng bấm về mà đến khi má mà qua đạo rậu là nó làm hành động giả là còn không về nó trước má sẽ để nó kêu trục tao nuôi mày mày bắt hiếu với tao mà không mày cúng mày gọi tao mày không về mà không lo con nói trước cho để chừng theo lại kêu sao con thế này thế kia tại cũng nói hết á cúng hai con khỉ với cậu chứ cho ta hai con dâu rồi cho thầu con bỏ cháu tám con khỉ rồi cho cỏ rồi cứ la chửi nó mà hút cục đúng không? Nó chạy lúc luôn mà. Nó mà sợ ỉa cho chạy, nó chạy. Cái nhiều bà già nó ỉa sợ nó đâu dám chạy. Em nghĩ nó không hút. Nó mua tiền, mua bên ít thứ gì nó cũng chạy. Cứ chạy, em chạy lúc luôn chị. Ừ. Chạy em nhiều quá, có bữa ỉa coi như nó dọn. Cái con người nó đâu chạy đâu? Ví dụ như chị con gái nhà chị mua về là con dâu nó không còn, không có cho ăn nó gì nó hút mà. Ừ, cũng làm gì nó không cho. Nếu như làm gì nó không cho mình làm gì nó. Mình con... nói mà mình là con mình gái. Có con mình. Gái à nó không mua một chút luôn. Về nó ngồi uống đi. Không sao mà thôi mà má ta ba la là ta nói. Chụp tả ngon có thuốc không? Tả ngon. Ai được giờ không thể là chứ nó cứ trồn má là tội nha. Không qua bà có phút em thấy bác sĩ có phút chứ nhiều người không được đó dèo có không ở một mình nhưng má em đã bên em giờ ba ngon con cái cho tiền cho bạc mà bà ở một mình đó bây giờ chỉ có thiền nạt nên em không có không về chịu hậu em có cơ con không khổ quan ở nhà bữa nay mà em thấy tội quá nó nèm nghe cái đít giường thấy tội kêu luôn. Em đi đi. Sao con làm biết con. Mà thấy khổ quá. Sáng ra thì nó mai này nó châu luôn. Con nói mình còn dạo cuồng. Để lái rồi bà có em thế nào. Em có to thì em nuôi chó cho gì bác. Rồi trước này em. Bữa nay em nó bỏ rồi. Nó dạng qua bị thách. Em quái là bị thì tí dễ tiền. Nó yếu cả anh em. Rồi hồi bớt cái tiền nó đọc qua cho mạch. Nó không mới lừng cuối không được đứng được là lạ làm đúng cái gì giảm thiếu chân mắt đi công cấp tại giờ nó từ hai đầu gối còn muốn chết mà chứ bữa nay làm cái gì khó khăn gì cũng còn má hiền nó đừng ấy là bữa cũng ngon có má này còn này nó dọn trở lại nữa đó. Nó dọn lại cặn lên hết mà. Nhớ hầu nó hầu được nó sót được hai cái rồi cũng nó đĩa được mất bây giờ bữa nay nó đĩa được mấy đứa con nè một cuộc nó thôi
Bây giờ em đâu có mua nữa hả? Khoan nè. Tôi bỏ theo bên này là bệnh rồi mua lại. Để mà thủy nó mất lê tá không quen đi bán. Bí lượng. Nó có xem cái. Để em cũng quê về với chị lại để nó hai con. Mà con để bốn con ở quê nó có ai khỏi nữa. Anh còn không hỏi, nếu em mua em cũng không mua. Cho thì nó không thể. Mệt đấy. Gài này nó mệnh dữ lắm. Gài sữa sẽ ăn tung tiền cám rồi mà có liền. Trong hai dưỡng đâu. Nó có không biết. Không phải cha. Nghĩ là có là tiêu nhiễm, có là nhịn nhịn ra. Chừng nó ổn rồi, đừng nói nhanh thì bút. Không mệnh không mua. Chỉ có một con chứ về đợt nó bệnh nó cái đâu còn sót không sao cũng có một con đấy đâu có không gì đây đều cái nó pháo cái pháo nó bệnh á đâu dám kêu nó pháo đâu sợ bệnh heo nó bệnh á không dám kêu vô mà cái đầu con như cái là pháo nó đuổi được má lúa đầu cái còn sót hay không cái bị máy nấy rồi cho ông mua hai con mà chết con còn con đái cái rồi tao cái đất cái tao cái chuột về nó đậm đực đái cái đầu heo nó bệnh đâu đâu dám pháo tao dám kêu để cho nó qua máy lúa luôn đã chừng theo nó còn pháo cái chi mà thao cầm là nó sợ thế rồi bây giờ chữa thế nào bây giờ chữa bằng đĩa à mình thiếu một đĩa này đĩa rồi con luôn nó có đem con nó về nó gửi không thì có bữa nó trở về bữa nó không trở về chứ mà cũng phải nuôi cho nó hai con heo quá nó mua về nó bỏ đó chứ heo gì heo con thịt heo nát thì nãy chửi cũng chửi rồi.